Khi bạn là đại gia nhưng lại đam mê đi vay thì sẽ như thế nào? Alo, alo, cho hỏi anh Bình đang nghe máy đúng không ạ? Anh Bình đại gia đấy. Bình đại gia gì anh? Bình có tiền phải là tỷ đấy. Ngầu Lý Bình không? Đúng rồi, Bình tiền tỷ đấy. Bà Phương gọi bên công ty ATM Online á. Hợp đồng 17 ngày trễ là sao có tiền tỷ mà không đi đóng vậy anh? Có 2.821.000 để trễ lâu vậy anh? Ủa, trễ bao nhiêu ngày rồi em? 17 ngày anh. Ôi tôi chết cha rồi, hôm trước đưa tiền cho mấy thằng đệ nó đi đóng rồi mà sao nó lại không đóng vậy nhỉ? Anh nhớ đâu đưa anh? Đưa cho người nhà của anh đóng đó hả anh? Mấy thằng đệ tử anh ấy mà. Đệ tử của anh là ai tôi đâu cần biết đâu anh, trong khi hợp đồng của anh 17 ngày trễ rồi. Thì đệ tử anh nhiều lắm, nói với em có biết ai với ai đâu mà. Mà tháng nào anh cũng đóng tiền trễ hết anh ơi, cái đại gia gì ở đây anh, tiền tỷ gì ở đây? Tôi chết cha rồi, chắc mấy thằng đệ nó lại chơi anh làm sao ấy. Mấy thằng đệ chắc nó cái kiểu nào ấy, nó lấy tiền anh đi làm gì, nó không đóng ấy chứ. Ủa anh là đại ca, anh có đệ mà đệ không nghe lời anh gì anh đuổi hết vậy anh? Đúng rồi, anh là một đại gia kiêm luôn là đại ca mà. Đấy. Đại gia kiêm đại ca, có 6 triệu rồi. Đi vay trả không nổi, tháng nào ông đóng trễ, đại gia kiêm đại ca, nghe mệt của anh ơi. Em lên mạng em gõ xem Bình tiền tỷ xem đầy hay từ khóa, em cứ từ khóa đâu đấy ai em đánh gõ. Đâu anh, không ai tiền tỷ là người ta tự biết chứ không phải phải gõ ra mới biết đâu anh. Vậy rút cuộc là bây giờ là bao nhiêu vậy em? Có 2.821.000 à anh ơi. 2.820.000 à, vậy cái khoản này là phạt rồi đúng không? Cái tiền kỳ của anh hay đóng cho bên công ty đó là 2.401.000, còn cái số còn lại là tiền phí phạt phát sinh do anh đóng trễ. Anh hỏi như vậy để biết đường anh đi đóng thôi chứ muối đốt inox mà ăn thua gì em, không ăn thua. Vậy chứ khi nào anh mới đóng tiền cho bên em trong khi 17 ngày rồi? Bữa nay căn bản là đi lại đóng nó hơi khó mà anh, chỗ anh đâu gần với bên Viettel đâu, đóng mấy cái chỗ mà chuyển tiền các thứ Viettel Pay các thứ người ta đóng cửa nhiều quá em ạ. Tiền thì anh đầy, đóng cửa thì chuyển khoản qua ngân hàng đi tiền. Anh tiền mặt thì anh đầy ngược quá, cái khoản vặt vặt này em vào ngân hàng đi, cái khoản vặt vặt này bây giờ anh đưa tiền cho đệ tử nó đi nó đóng rồi nó không đóng, bây giờ mình anh vào thì đâm ra nó mất công việc anh quá. Thôi để trời không... ơi, nói nãy giờ chuyển khoản qua ngân hàng, chuyển internet banking chứ có anh đi ra đường đâu. Trời ơi, banking anh đâu xài tiền banking đâu, anh chơi từng buộc tiền không à, banking gì em. Vậy tới chung tóm lại là không đóng được tiền đúng không anh ơi? Em anh đang Bình tiền tỷ đây mà tiền tỷ tiền đại tiền anh xài từng buộc giờ có 2 triệu mấy.